Tiếp tục chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay và xin mời quý vị đến với chuyên mục vào lúc này. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng trước ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và chắc hẳn giờ này thì tại những bến xe đã chật ních người về quê để nghỉ Tết độc lập cùng với gia đình. Còn tại những tuyến phố ở trung tâm thủ đô thì cũng đang có rất nhiều điểm ùn tắc do đang trong giờ tan tầm. Và bắt đầu từ 21 giờ tối nay thì sẽ có rất nhiều tuyến phố ở tại thủ đô sẽ bị cấm lưu thông để phục vụ cho lễ diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng ngày mai. Và trong vài ngày nay thì khắp các con đường tuyến phố của Hà Nội đã được trang hoàng rất lộng lẫy, đặc biệt là ở tại khu vực Hồ Gươm. Và lúc này thì đang có rất nhiều người, nhiều gia đình tranh thủ vài tiếng đồng hồ trước khi chưa cấm đường mang con em mình đến đây để vui chơi ngắm cảnh. Và ngay lúc này thì phóng viên Thanh Hà đang có mặt ở tại Hồ Gươm sẽ giúp cho quý vị và các bạn cảm nhận được không khí ở tại đây. Xin chào quý vị và các bạn, xin chào trường quay. Lúc này thì tôi đang đi bộ trên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khung cảnh xung quanh tôi hiện nay thì đang rất là đông đúc. Và như quý vị và các bạn có thể thấy, hôm nay thì đã có rất là nhiều đèn, hàng nghìn chiếc đèn được trang trí tại khu vực này. Và chỉ ít phút nữa thôi, khi mà tắt nắng thì những con phố này sẽ tràn ngập ánh sáng. Thưa quý vị và các bạn, là một người Hà Nội và hàng ngày thì vẫn đi làm, đi qua cái khu phố này. Thế nhưng mà hôm nay thì bản thân tôi cũng thực sự cảm thấy ngỡ ngàng, như Hà Nội đang thay một chiếc áo mới để chuẩn bị cho ngày lễ độc lập. Chỉ vài hôm trước thôi, một người bạn của tôi đã đứng đây miên man về mùa thu Hà Nội. Thế nhưng hôm nay thì tôi mới có cảm nhận được là Hà Nội đang trong cái thời điểm thu một cách rõ ràng nhất. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi thì toàn bộ khu vực này sẽ bị cấm đường để phục vụ cho ngày lễ mùng 2 tháng 9. Và ngay lúc này thì đã có rất là nhiều những gia đình tranh thủ khoảng thời gian này để có thể mang gia đình mình đến đây để vui chơi, để ngắm những bức hình về Hà Nội của ngày xưa. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng chia sẻ cái cảm xúc này với tôi, với một gia đình hiện đang có mặt tại đây. Xin chào anh chị. Anh chị ngày hôm nay đến đây để vui chơi có đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, anh chị đã đi hết một vòng bờ hồ này chưa? Dạ rồi, em cho các cháu đi một vòng rồi ạ. Khi mà đi một vòng quanh bờ hồ thì hôm nay vào cái lúc này anh chị cảm nhận như thế nào? Hồ năm nay mùng 2 tháng 9 được trang trí rất là đẹp ạ. Em rất là, bọn trẻ con ấy cũng rất thích. Vâng, em muốn đi buổi tối nhưng mà có kiểu tối nay thì sắp cấm đường nên ra là em phải tranh thủ bây giờ rồi ạ. Thế tại sao chị lại không lựa chọn vào Hà Nội và đến đây chơi vào một cái thời điểm khác mà lại là lúc này? Dạ vâng, em cũng thích buổi tối lắm ạ. Này buổi tối thì trang trí đèn rất là đẹp nhưng mà 19 giờ lại cấm đường nên là em tranh thủ đi bây giờ. Vâng. Vâng ạ, thế ngày mai là ngày mùng 2 tháng 9 thì anh chị đã có cái kế hoạch gì cho cái ngày mùng 2 tháng 9 của gia đình mình chưa? Dạ vâng, chắc là tối mai có bắn pháo hoa ở đây ạ, thì các em cũng cho con ra đây xem. Vâng. Ngày mùng 2 tháng 9 năm nay thì chị thấy có đặc biệt gì hơn so với năm ngoái không ạ? Đường phố trang hoàng rất là đẹp, rất là không khí rất là vui, rất cảm thấy rất là nô nức. Vâng. Vâng, xin cảm ơn anh chị và xin chúc anh chị có một buổi chiều thật là đẹp ở Hà Nội ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Hồ Gươm sẽ là một trong 5 điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội vào ngày mai. Chắc chắn rằng tối mai thì khu vực này sẽ có rất là nhiều những người đến đây để xem bắn pháo hoa. Và đặc biệt đến đây thì mọi người có thể chiêm ngưỡng rất nhiều những bức hình về Hà Nội của những năm tháng cũ. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lưng tôi là rất nhiều những bức hình về lễ diễu binh hay là lễ độc lập của nhiều năm trước, những bức hình đen trắng. Và khi mà nhìn vào bức tranh, những bức tranh này thì tôi lại nhớ về cái quãng thời gian gần 20 năm trước, khi mà lúc đó tôi còn rất là nhỏ. Vào ngày mùng 2 tháng 9 thì Hà Nội cũng diễu binh và cũng tiến hành cấm đường. Lúc đó thì tôi đã được bố mình dắt tay đi cùng hàng ngàn người băng qua cầu Long Biên để tiến vào các cửa ngõ của thủ đô. Và lúc đó thì chỉ được đứng xa xem những đoàn binh diễu hành qua những con phố của thủ đô, hình ảnh về những anh bộ đội cụ Hồ. Và vào sáng mai thì một lần nữa người dân thủ đô lại được chứng kiến rất nhiều anh lính cụ Hồ diễu qua những con phố tại thủ đô. Và thưa quý vị và các bạn, ngày mùng 2 tháng 9 thì giờ đây đã trở thành một ngày lễ thiêng liêng của dân tộc và một ngày lễ đặc biệt của những người Hà Nội nói riêng. Thưa quý vị và các bạn, và ngay sau đây thì tranh thủ lúc này thì tôi cũng sẽ đi dạo quanh một vòng bờ hồ để có thể ngắm nhìn Hồ Gươm trong một ngày đặc biệt như thế này, một buổi chiều đặc biệt như thế này. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Thanh Hà về những hình ảnh được gửi về trực tiếp từ Hồ Gươm. Vào khoảng thời gian chỉ còn vài tiếng nữa là Hà Nội sẽ cấm đường một số tuyến phố để chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành diễn ra vào sáng ngày mai.